Giữ lời hứa, Việt Trinh chính thức tuyên bố, tôi sẽ ở một mình đến suốt đời, muốn đi làm Nico. Tôi từng nói sau 45 tuổi không đủ duyên lập gia đình, thì tôi sẽ ở giá. Và hôm nay tôi chính thức tuyên bố, tôi sẽ ở một mình đến suốt đời, Việt Trinh chia sẻ. Cách đây không lâu, nữ diễn viên Việt Trinh bất ngờ chia sẻ về cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Theo đó, nữ hoàng ảnh lịch của thập niên 90 thế kỷ trước đã ly hôn được 9 năm và hiện đang làm bà mẹ đơn thân nuôi dạy cậu con trai nhỏ Linh Chính. Câu chuyện của Việt Trinh khiến nhiều người bất ngờ bởi chị rất kín tiếng về đời tư. Cách đây ít giờ, nữ diễn viên 45 tuổi bất ngờ có những chia sẻ trên trang cá nhân. Điều khiến fan hâm mộ ngạc nhiên là Việt Trinh đã tuyên bố sẽ ở vậy đến cuối đời. Chị còn khẳng định thêm, đây là điều hoàn toàn chân tình, không đùa giỡn. Việt Trinh bất ngờ tuyên bố, tôi sẽ ở một mình đến suốt đời. Tôi từng nói sau 45 tuổi không đủ duyên lập gia đình thì tôi sẽ ở giá. Và hôm nay tôi chính thức tuyên bố, tôi sẽ ở một mình đến suốt đời. Hôm Chủ nhật vừa rồi, tôi có theo một người chị đi nghe một vị thầy giảng. Thầy gặp tôi, tự nhiên thầy nói, con đi tu làm ni cô đi. Tôi thật sự không biết thầy đùa hay thật, nhưng tự nhiên lòng tôi nghĩ đến thật nhiều. Nếu đủ duyên là phước báo lớn của tôi, trước mắt chưa đủ duyên lành thì tôi sẽ rong ruổi theo các chị em đi làm ăn vừa đủ sống, đi chùa và làm công tác xã hội, vậy là hạnh phúc. Thấy đủ là đủ, đây là lời chân tình, không đùa giỡn, Việt Trinh chia sẻ trên trang cá nhân. Cuộc sống hiện tại của Việt Trinh khá bình lặng, ngoài công việc gia đình làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên 45 tuổi tìm an vui nơi Phật Pháp và những hành trình thiện nguyện. Việt Trinh cũng thi thoảng trở lại với nghệ thuật qua một vài game show truyền hình cũng như công việc đạo diễn phim ảnh. Nữ diễn viên tuổi 45 chọn cuộc sống êm đềm bình lặng, thỉnh thoảng tham gia một vài game show truyền hình yêu thích. Sở thích du lịch gắn liền với Việt Trinh trong nhiều năm qua, dù 45 tuổi nữ diễn viên vẫn luôn trẻ trung và năng động. Mắng Nhã Phương có lỗi vì để Trường Giang trăng hoa, Khánh My tự tay vả miệng, lộ điểm gian dối chiêu trò PA. Từng khẳng định chuyện với Trường Giang chưa đi quá xa để gây ồn ào. Hai tháng sau, Khánh My lại lên báo khuấy đảo dư luận khi công khai tiết lộ Trường Giang theo đuổi tôi trong thời gian hẹn hò với Nhã Phương. Những giờ qua, lời tiết lộ công khai Trường Giang theo đuổi tôi trong thời gian hẹn hò với Nhã Phương của Khánh My đang là tâm điểm của showbiz Việt. Tôi với anh Giang biết nhau lâu lắm rồi, hồi năm 2011-2012, tôi với anh Trấn Thành Trường Giang có quay chung tiểu phẩm. Sau đó mấy anh em có đi ăn cùng nhau. Trong showbiz mà, mấy anh em cũng hay gặp mặt. Anh Trường Giang có cảm tình với tôi, nhưng anh ấy không phải gu của tôi. Thời gian anh Giang nhắn tin cưa cẩm tôi cách đây chưa đến một năm, anh Giang có nhắn tin qua lại với tôi trong thời gian còn hẹn hò Nhã Phương, nhưng tôi từ chối thẳng. Vì tôi không cho phép mình là người thứ ba, từ đó đến giờ anh Giang luôn thừa nhận với mọi người rằng thích Khánh My. Chuyện tôi nói anh Giang từng tán tỉnh, tôi nghĩ không bất ngờ đâu, tại vì chuyện này tiếp diễn rất nhiều lần với rất nhiều người đẹp chứ không phải riêng tôi. Có thể với những người đẹp khác, họ sẽ chọn cách phủ nhận hoặc im lặng khi được hỏi có từng được Trường Giang thích hay không, nhưng tôi thì khác. Có gì tôi nói đó vì sao? Vì đó là sự thật, có thì tôi mới nói chứ. Lời hé lộ của nữ diễn viên chấn động làng giải trí, nhiều người ủng hộ Khánh My, số khác lại nhận định ngôi sao sinh năm 1991 đang đu dây, hồng hâm nóng tên tuổi đang bị lãng quên. Theo đó, Khánh My bị nghi ngờ về mục đích phát ngôn, liệu có bao nhiêu phần trăm sự thật trong lời nói của người đẹp khi chọn thời điểm lên tiếng sát ngày ra mắt dự án phim mới Mỹ Nhân Sai Thành. Để chứng minh Khánh My có mục đích phát ngôn bức nhất của ngôi sao họ Nguyễn về scandal Nhã Phương Trường Giang nam em cách đây 2 tháng cũng được khơi gợi trở lại. Trở lại chuyện cũ vào tháng 3 vừa qua, lời thú nhận về mối tình gian dở 30 ngày yêu chỉ có nút thăng chưa từng xuống dáng với Trường Giang, được nam em thổ lộ đã chiếm sóng làng giải trí, Hoa Khôi bị chỉ trích là kẻ thứ ba, trong khi danh hài Đức Quảng bị mang tiếng là kẻ trăng hoa. Riêng Nhã Phương, bạn gái được mười khó cầu hôn hồi tháng 1, lại bị cho là người phụ nữ đáng thương nhất trong chuyện tình này, khi năm lần bảy lượt chứng kiến cảnh người yêu thiếu chung thủy. Giữa thời điểm nóng, Khánh My bất ngờ lên tiếng. Theo đó, nữ diễn viên Ba Vợ Cưới Vợ Ba chia sẻ dòng trạng thái bàn luận về chuyện tình tay ba. Tình tay ba showbiz chưa bao giờ là hiếm, người thứ ba trong showbiz chưa bao giờ bớt. Mọi người cứ nghĩ nữ chính là nhân vật đáng thương, đáng tội nghiệp nhất, có chắc không? Nữ diễn viên viết. Thay vì lên tiếng bênh vực Nhã Phương, nữ diễn viên lại gây sốc khi đưa ra các luận điểm chứng minh nữ diễn viên tuổi thanh xuân không có gì đáng tội nghiệp. Bởi theo Khánh My, việc liên tục bị lừa là không thể chấp nhận, cứ cho là cô ấy bị gạt đi.
Một lần bị lừa là xui, lần thứ hai bị lừa là dại, lần thứ ba bị lừa là ngu hay bị nghiện cảm giác bị lừa, Khánh My viết. Không những thế, cô còn gửi lời nhắn nhủ đến người phụ nữ khi yêu. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc, nhưng thà đau một lần rồi thôi nha các nàng. Thẳng thắn thừa nhận viết dòng trạng thái đó để gửi cho nhà Phương, Khánh My cũng giải thích rõ về quan điểm của bản thân trên truyền thông. Đúng, tôi đang nói về cô ấy. Tôi hiểu cảm giác bị tổn thương bởi người mình yêu là đau đớn tột cùng. Nó chỉ đáng cảm thông khi mình vô tình bị người yêu lừa dối. Sau nỗi đau phải tìm hướng giải quyết triệt để. Nếu yêu mình thì người đàn ông phải sửa đổi. Không sửa đổi được thì đừng yêu. Còn cô ấy lại cho phép người đàn ông làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác. Bạn có biết khi người ta nói tội nghiệp mình cũng là họ đang chế nhạo mình một cách tế nhị không? Tôi mong cô ấy đọc được những gì tôi viết để suy nghĩ cho chín chắn, đưa ra quyết định sáng suốt. Chứ đừng để người ta thương hại hay tội nghiệp. Đây cũng là cách tôi muốn khuyên nhà Phương nên coi lại mối quan hệ và cách yêu. Cùng là con gái với nhau nên tôi luôn muốn bảo vệ các bạn nữ. Đặc biệt trong đoạn chia sẻ này, Khánh My còn tiết lộ cô từng xém rơi vào lưới tình của Trường Giang, nhưng nhờ sự tỉnh táo, mọi chuyện vẫn trong vòng kiểm soát. Từng khẳng định chuyện với Trường Giang chưa đi quá xa để gây ồn ào, nhưng chỉ sau 2 tháng Khánh My lại lên báo khuấy đảo dư luận. Từ phát ngôn bức nhất ở quá khứ và hiện tại về mối quan hệ với Mười Khó, nhiều người phân vân không biết nữ diễn viên mong muốn lật tẩy sự trăng hoa của nam danh hài hay đó chỉ là chiêu trò giúp cô hâm nóng tên tuổi. Sau cường đô la, Hạ Vi gây bất ngờ khi hẹn hò gà của Đông Nhi, trẻ đẹp cao ráo gấp 10 lần người cũ. Hình ảnh khiến người hâm mộ không khỏi bán tín bán nghi vào tin đồn hẹn hò giữa Hạ Vi và Mỹ Nam của Unify. Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước hình ảnh được cho là bằng chứng Hạ Vi hẹn hò Mỹ Nam Toki của Unify. Theo bức ảnh phóng viên, cặp đôi trong ảnh ôm eo khá tình tứ tại hầm gửi xe tại một trung tâm thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, cả Hạ Vi lẫn Toki đều từng diện trang phục giống hệt đôi nam nữ trong bức hình, khiến không ít người hâm mộ tin rằng đó chính là nữ diễn viên tấm cám chuyện chưa kể và thành viên Unify. Bức hình được cho là bằng chứng Hạ Vi và Toki hẹn hò, chàng trai trong ảnh mặc áo giống hệt Toki. Trùng hợp thay, cô gái trong ảnh cũng diện trang phục giống Hạ Vi. Hạ Vi sinh năm 1995, là nữ diễn viên từng được biết đến với danh xưng Mỹ nữ vạn người mê. Dù vậy, sự nghiệp điện ảnh của Hạ Vi cho đến nay khá mờ nhạt. Cô gây chú ý hơn cả nhờ mối tình với đại gia phố núi Cường Đô La. Chuyện tình công khai vào tháng 10, 2015 và kết thúc vào tháng 7, 2017. Về phần Mỹ Nam Toki của Unify, anh tên thật là Vũ Đức Thành, sinh năm 1993. Từ trước khi đầu quân cho Đông Nhi ông Cao Thắng, Toki được biết đến với biệt danh Thành Thỏ, là hot boy nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ. Năm 2016, Toki chính thức ra mắt cùng Unify và là một trong những thành viên nhiều fan nhất, nhờ vẻ điển trai và thư sinh. Giữa ồn ào bị Dương Khắc Linh đạo nhạc, Trịnh Thăng Bình nói thẳng, anh Linh đang đổ trách nhiệm lên cho tôi. Lời chia sẻ của Trịnh Thăng Bình nhanh chóng khiến cộng đồng mạng phải dậy sóng. Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước nghi vấn ca khúc Đừng Như Thói Quen của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, sáng tác bị cho là có phần giai điệu tương tự hai ca khúc Lời Chưa Nói và Đã Biết Sẽ Có Ngày Hôm Qua của Trịnh Thăng Bình. Thậm chí, Trịnh Thăng Bình cũng bày tỏ suy nghĩ, khi lần đầu nghe bài hát này, anh bỗng nhớ tới bài hát của chính mình trong một chương trình truyền hình. Mới đây, trong buổi phỏng vấn với báo, Trịnh Thăng Bình cũng đã chia sẻ thêm về ồn ào đạo nhái suốt mấy ngày qua với Dương Khắc Linh. Nam ca sĩ cho biết, những gì thắc mắc, tôi đã nêu ý kiến lúc ghi hình về cảm giác giống đoạn điệp khúc của mình khi nghe bài đó lần đầu tiên. Đã biết sẽ có ngày hôm qua là một ca khúc kỷ niệm gắn liền đối với tôi, nên khi nghe hai câu đầu của đoạn điệp khúc Đừng Như Thói Quen vang lên thì tôi nhận ra ngay. Tôi cũng chỉ nói là sao nghe giống bài của mình, tôi là một người viết nhạc và sáng tác, không thể có chuyện nhầm lẫn trước giai điệu của chính mình được. Anh Linh có thắc mắc, tại sao trên sóng tôi lại nói như vậy, tại sao không nói riêng? Nhưng nếu không có vấn đề gì thì tại sao tôi lại phải nói riêng? Trịnh Thanh Bình cũng chia sẻ thêm, tôi ngồi ghế giám khảo, trách nhiệm của tôi là nói lên những cảm nhận của mình. Tôi không đồng ý quan điểm anh Linh cho rằng vì tôi nói ra suy nghĩ đó nên khán giả người ta mới chú ý. Như vậy là anh Linh đang đổ trách nhiệm lên cho tôi. Tại sao anh không có một sự đàm đạo chuyên môn hay bàn bạc gì giữa hai nhà sản xuất với nhau? Anh nói kiểu tất cả là tại tôi nói nên chuyện mới ồn ào như vậy.
Tôi không thể nói một điều không có thật mà làm dư luận ồn ào được. Đổi ngược lại, nếu tôi không nói câu đó, khán giả chắc chắn vẫn thấy hai bài đấy giống nhau, đoạn điệp khúc. Tôi không hề muốn gây hấn với ai hay tạo scandal gì cả. 10 năm làm nghề, tôi luôn cố gắng giữ hình ảnh của mình sạch sẽ để trở thành một người nghệ sĩ có được sự tôn trọng của mọi người. Vì vậy, tôi không vì chuyện này mà tự tạo ra ồn ào cho chính mình. Nếu muốn làm thế thì tôi đã làm từ rất lâu, không cần đợi đến bây giờ. Tôi nghĩ khán giả muốn nghe lời giải thích của anh Dương Khắc Linh hơn là từ tôi, nam ca sĩ tâm sự. Trịnh Thăng Bình cho hay, anh Dương Khắc Linh có liên lạc và cũng giải thích với tôi là anh ấy không đạo nhạc của tôi, anh ấy cũng ngỏ ý nhờ tôi đính chính với mọi người về sự việc này. Nhưng thực ra tôi nghĩ là một khi tôi đã nói ra điều gì, tôi đã có cân nhắc kỹ mới nói, tôi sẽ không thay đổi phát ngôn về cảm nhận của mình. Còn việc đạo nhạc hay không đạo nhạc, tôi không có quyền khẳng định hay phủ nhận, vì đây là vấn đề nhạy cảm đối với người làm nghề và tôi nhường lại quyền đó cho khán giả. Về phía Dương Khắc Linh, nam ca sĩ cũng đã lên tiếng về ồn ào đạo nhái này, rằng sự giống nhau giữa các ca khúc đang bị so sánh là hoàn toàn ngẫu nhiên. Những ca khúc ballad có vọng hòa âm như vậy rất dễ giống nhau ở giai điệu, quan trọng là lời khác, cách hát khác, người hát khác đã thành một bài hát khác. Tuy nhiên, phát ngôn này của nhạc sĩ không được khán giả đồng tình và gây tranh cãi trên mạng xã hội trong thời gian qua. Thậm chí người hâm mộ còn kêu gọi nghe lại ca khúc đã biết sẽ có ngày hôm qua như động thái ủng hộ sáng tác của thần tượng mình.